Khoảng 11 giờ 45 phút ngày 15 tháng 7 năm 2020, tại địa bàn thôn Bình Lương, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với đội quản lý thị trường số 4, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên và Ban chỉ đạo 389 huyện Văn Lâm phát hiện và bắt giữ xe ô tô do Nguyễn Tất Thắng ở huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội điều khiển có hành vi chở 1.900 kg thịt lợn không rõ nguồn gốc đang mang đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, số thịt này đã bị biến đổi màu sắc, bốc mùi, ôi thiêu, không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Thắng khai nhận đã thu mua số thịt này trôi nổi trên thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thịt lợn trên. Các đơn vị chức năng đã lập biên bản ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với Nguyễn Tất Thắng và tiêu hủy toàn bộ số hàng trên.